Kính chào quý vị và các bạn đang theo dõi chương trình tạp chí kinh tế chuyên đề hạ tầng và đô thị của Đài Phát thanh Truyền hình Lào Cai. Thưa quý vị và các bạn, theo chỉ đạo của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh, dự án xây dựng mới trường Trung học phổ thông chuyên Lào Cai phải hoàn thành trước ngày 30 tháng 4 năm 2025 để chào mừng Đại hội Đảng bộ tỉnh Lào Cai lần thứ 17. Những ngày này, hàng trăm công nhân của nhà thầu xây dựng đã được huy động gấp rút triển khai các phần việc đảm bảo tiến độ chủ đầu tư dự án đề ra. Đây là nội dung chính được đề cập trong chuyên đề hạ tầng đô thị số này. Mời quý vị và các bạn cùng quan tâm theo dõi. Trước tiên là những thông tin về quy hoạch đô thị nổi bật. Thưa quý vị và các bạn, vừa qua Phó Thủ tướng Chính phủ Trần Hồng Hà đã ký quyết định ban hành kế hoạch thực hiện quy hoạch tỉnh Lào Cai thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050. Theo đó, nhiệm vụ trọng tâm của quy hoạch tỉnh Lào Cai thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050 là tập trung triển khai các dự án kết cấu hạ tầng, tạo sức lan tỏa lớn, nhất là kết cấu hạ tầng giao thông chiến lược của tỉnh, bảo đảm đồng bộ, liên thông, hiện đại, thúc đẩy liên kết vùng, gắn với các hành lang phát triển kinh tế Côn Minh, Lào Cai, Hà Nội, Hải Phòng, Quảng Ninh, Lạng Sơn, Hà Nội, Hải Phòng, Quảng Ninh, đặc biệt là các tuyến đường kết nối các tỉnh trong vùng Trung Du và miền núi phía Bắc, các tuyến đường tạo ra không gian phát triển mới, các tuyến kết nối giao thông với vùng và các địa phương có tác động tích cực đến phát triển kinh tế xã hội của tỉnh, đồng thời phát triển mạnh mẽ dịch vụ đô thị, logistics, dịch vụ tài chính ngân hàng, bưu chính viễn thông, thu hút các dự án có quy mô lớn đầu tư vào khu kinh tế cửa khẩu Lào Cai, khu du lịch quốc gia Sapa, hình thành các khu dịch vụ tổng hợp cấp tỉnh. Mới đây, các đồng chí thường trực tỉnh ủy đã đi kiểm tra khảo sát một số dự án tại hai huyện Bảo Yên và Bảo Thắng. Tại huyện Bảo Thắng, đồng chí Bí thư tỉnh ủy Đặng Xuân Phong cùng các đồng chí thường trực tỉnh ủy kiểm tra tiến độ dự án đường giao thông kết nối cầu Làng Giàng với quốc lộ 70. Dự án này có tổng chiều dài gần 18 km. Hiện đoạn dài 4,5 km do Ủy ban nhân dân huyện Bảo Thắng làm chủ đầu tư đã cơ bản hoàn thành. Đối với gói thầu dài 13,25 km do Sở Giao thông Vận tải làm chủ đầu tư đang chậm tiến độ do vướng mắc liên quan đến công tác giải phóng mặt bằng, thời tiết không thuận lợi. Nhấn mạnh đây là dự án giao thông trọng điểm, được kỳ vọng liên kết vùng, tạo động lực phát triển kinh tế một số xã không chỉ của huyện Bảo Thắng mà cả vùng phụ cận. Đồng chí Bí thư tỉnh ủy Đặng Xuân Phong yêu cầu chủ đầu tư cần sớm hoàn thành công tác đền bù cho 12 hộ dân, sắp xếp tái định cư, đẩy nhanh tiến độ, phấn đấu cuối tháng 10 năm nay phải hoàn thành gói thầu này. Tiếp đó, đồng chí Bí thư tỉnh ủy cùng đoàn công tác kiểm tra tiến độ thi công dự án khu tái định cư và dự án cảng hàng không Sapa. Đến nay chỉ còn 13 trên 241 hộ dân nằm trong vùng dự án đã thống kê nhưng chưa di rời. Đánh giá cao nỗ lực của huyện Bảo Yên trong việc đẩy nhanh tiến độ giải phóng mặt bằng, sắp xếp tái định cư, đồng chí Bí thư tỉnh ủy yêu cầu đến ngày 30 tháng 9, địa phương phải hoàn thành công tác giải phóng mặt bằng giai đoạn 1, đơn vị thi công sớm hoàn thiện hạ tầng tái định cư trước ngày 15 tháng 10. Liên hiệp các hội khoa học và kỹ thuật tỉnh vừa phối hợp với Hội Môi trường Đô thị Lào Cai tổ chức hội thảo giải pháp phân loại xử lý rác thải sinh hoạt ở đô thị nông thôn, góp phần bảo vệ môi trường và phát triển kinh tế xã hội tỉnh Lào Cai. Tại hội thảo, các đại biểu đã thảo luận chia sẻ những bài học kinh nghiệm, mô hình hiệu quả, đồng thời đề xuất những giải pháp tăng cường quản lý, phân loại, thu gom và xử lý rác thải. Theo đó, tập trung vào 5 giải pháp chính gồm tăng cường công tác phân loại rác thải tại nguồn, đẩy mạnh đầu tư nghiên cứu và ứng dụng công nghệ xử lý rác thải hiện đại, nghiên cứu phát triển các mô hình kinh tế tuần hoàn, xây dựng các chương trình giáo dục và tuyên truyền nhằm nâng cao nhận thức của người dân về việc bảo vệ môi trường, các chính sách hỗ trợ và các gói tài chính khuyến khích các doanh nghiệp tham gia vào công tác xử lý rác thải. Những giải pháp này không chỉ góp phần bảo vệ môi trường mà còn thúc đẩy phát triển kinh tế xã hội của tỉnh Lào Cai một cách bền vững. Thưa quý vị và các bạn, để dự án xây dựng mới trường Trung học phổ thông chuyên Lào Cai hoàn thành trước ngày 30 tháng 4 năm 2025, chào mừng Đại hội Đảng bộ tỉnh Lào Cai lần thứ 17, theo chỉ đạo của tỉnh, những ngày này hàng trăm công nhân của nhà thầu xây dựng đã được huy động gấp rút triển khai các phần việc đảm bảo tiến độ chủ đầu tư dự án đề ra. Theo quyết định phê duyệt của Ủy ban Nhân dân tỉnh, dự án đầu tư xây dựng mới trường Trung học phổ thông chuyên Lào Cai có tổng kinh phí đầu tư là 350 tỷ đồng. Gồm nhiều hạng mục, khối phòng học, bộ môn, hiệu bộ, khảo thí,
thư viện, hội trường, khối nhà căng tin, dịch vụ, nhà thi đấu đa năng, nhà bếp ăn và ký túc xá học sinh, ngoại thất và các công trình phụ trợ, hệ thống kỹ thuật, hệ thống phòng cháy chữa cháy. Theo chỉ đạo của tỉnh, chỉ còn khoảng 1 năm để hoàn thành dự án này. Xác định rõ áp lực về tiến độ, chủ đầu tư là Ban Quản lý Dự án Đầu tư Xây dựng tỉnh thường xuyên có mặt tại công trường, cùng nhà thầu xử lý kịp thời những vướng mắc phát sinh. Trên công trường, hàng trăm công nhân đang gấp rút đẩy nhanh tiến độ thi công các hạng mục dự án. Ban Quản lý Dự án Đầu tư Xây dựng đã phối hợp cùng với đơn vị tư vấn giám sát và đơn vị nhà thầu thi công lập lên cái tiến độ chi tiết. Từ cái tiến độ chi tiết đấy để mình triển khai ra và theo dõi, giám sát theo cái phần tiến độ đấy để triển khai từng công việc. Tranh thủ những cái lúc thời gian mà nó không mưa nắng thì anh em chúng tôi sẽ đẩy nhanh tiến độ và đẩy nhanh với cái thiết bị cũng như là nhân lực sẽ bổ sung thêm để tăng ca, tăng kíp, hoàn thành cái mục tiêu của tỉnh giao cho. Cùng với đảm bảo tiến độ, chất lượng công trình được chủ đầu tư đặc biệt chú trọng, công tác kiểm soát vật liệu, vật tư đầu vào được tiến hành thường xuyên. Đội ngũ cán bộ kỹ thuật bám sát công trình, giám sát chất lượng thi công từng hạng mục. Công tác giải ngân nguồn vốn cũng được chú trọng, phấn đấu giải ngân hết 80 tỷ đồng vốn được giao trong năm nay. Thực tế, khối lượng thi công ngoài công trường cũng đã tương đương với khoảng giá trị khoảng 80 tỷ, đạt khoảng 25% yêu cầu đơn vị nhà thầu sẽ bổ sung nhân lực, tăng thời gian làm và tăng ca để đảm bảo cái tiến độ sẽ hoàn thành trước ngày 30 tháng 4 của năm 2025. Triển khai đồng bộ các giải pháp, công trình trường Trung học phổ thông chuyên Lào Cai phấn đấu sẽ hoàn thành trước ngày 30 tháng 4 năm 2025 để chào mừng Đại hội Đảng bộ tỉnh Lào Cai lần thứ 17. Với cơ sở vật chất đồng bộ, hiện đại, thông minh, chất lượng cao, dự án hoàn thành sẽ đáp ứng yêu cầu đào tạo học sinh theo hướng công dân toàn cầu. Phấn đấu đến năm 2030, trường Trung học phổ thông chuyên Lào Cai đạt chuẩn cấp độ 4. Thưa quý vị và các bạn, phấn đấu xây dựng thị trấn Phố Lu đạt tiêu chí đô thị loại 4 vào năm 2025, tạo tiền đề để huyện Bảo Thắng trở thành thị xã trước năm 2030. Đây là một trong những nhiệm vụ trọng tâm đang được huyện Bảo Thắng tập trung lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện. Đến thời điểm này, đô thị Phố Lu đang như một đại công trường với nhiều dự án điểm nhấn như khu đô thị Cường Thịnh, khu đô thị mới Phú Long, trung tâm hành chính huyện, trường phổ thông dân tộc nội trú trung học cơ sở và trung học phổ thông. Người dân kỳ vọng khi các dự án này hoàn thành sẽ tạo diện mạo mới cho đô thị hiện đại văn minh. Bà con nhân dân rất là đồng tình, ủng hộ cho thị trấn Phú Lu diện mạo lên đô thị loại 4. Đời sống nhân dân trong thị trấn Phú Lu được nâng cao, mang lại nhiều cái lợi ích cho nhân dân. Từ tháng 9 năm 2023, huyện Bảo Thắng đã di chuyển một số cơ quan hành chính về nơi làm việc mới, tạo mặt bằng xây dựng các công trình dự án. Sau nhiều nỗ lực, đến nay các tiêu chí như mật độ dân số, hạ tầng giao thông đô thị, hệ thống chiếu sáng, cây xanh, cấp thoát nước đều cơ bản đạt hoặc tiệm cận số điểm cần thiết của đô thị loại 4. Hàng năm thì chúng tôi đã tập trung và lãnh đạo, đặc biệt là đối với lại các cái tiêu chí và những cái phần việc mà người dân phải làm. Thì đến nay thì cơ bản các tiêu chí đạt được cái tiêu chí là xây dựng thị trấn Phố Lu đạt chuẩn đô thị văn minh. Với nguồn lực đầu tư lớn nên cùng với ngân sách nhà nước, huyện Bảo Thắng cũng chú trọng phát huy nội lực, xã hội hóa đầu tư hoàn thiện kết cấu hạ tầng, đồng thời có kế hoạch dài hạn cho sự phát triển kinh tế xã hội và nâng cao đời sống nhân dân. Cơ quan chuyên môn phối hợp với các ngành chức năng của tỉnh tổ chức dạy nghề để từng bước chuyển nghề cho những người nông dân khi mà từ nông dân trở thành thị dân để có việc làm ổn định để tăng thu nhập trong thời gian tới. Với quyết tâm chính trị cao của cả hệ thống chính trị cùng sự đồng thuận trong nhân dân, diện mạo đô thị Phố Lu khang trang và hiện đại đang dần hiện hữu, tạo tiền đề để Bảo Thắng phấn đấu lên thị xã trước năm 2030. Tới đây thời lượng dành cho chương trình tạp chí kinh tế chuyên đề hạ tầng và đô thị đã hết. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi.